Chiều mùng 3 Tết, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang 14 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên 16 triệu đồng, 4 con gà, 10 điện thoại di động, 15 xe mô tô và nhiều dụng cụ dùng vào việc đá gà. Công an huyện Tam Bình đã lập biên bản vi phạm và đưa nhóm đối tượng trên về cơ quan để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.